vị nãy giờ chỉ là phần nháp thôi, còn bây giờ mới là phần thi chính thức nè Loan. Dạ. Trời ơi, hớn hở vậy sợ. Bây giờ là đây là thầy đã hướng dẫn, thầy Bình hướng dẫn cho Loan là vẽ được một mặt như vậy rồi. Bây giờ mặt kế bên là Loan phải tự vẽ và thử thách. Mình đúng rồi thầy. Trong đó. Thử thách của em bây giờ mới bắt đầu nè. Dạ. Thời gian thử thách dành cho Loan bắt đầu. Dạ, bắt đầu vô. Vô. À vậy cái sườn trước nè. Ủa không, bên đây hồi nãy vẽ con mắt trước. Cái miệng. Miệng gì đó. Cái miệng. Cái miệng xịt xuống dưới đây. Rồi. Giờ nhớ luôn anh Bình thấy không? Xong rồi con mắt. Khi mà làm cái lồng đèn này mình lưu ý điều gì nhất hả anh Bình hả? Lưu ý nó nhiều cái sự kết hợp ở trong đó. Thứ nhất là khi mình tạo hình xong, mình dán xong đó, thì giống như nãy mình đã trao đổi rồi đó, là mình phải khi mà tạo hình ra là mình đã tính tới cái đường mà phải trang trí, thì nó phải sao cho nó phù hợp vô được, là phải có con mắt thẩm mỹ. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó bắt đầu khi mình họa tiết, nếu mà mình họa tiết lên mà cảm thấy nó chưa được là bắt đầu là mình phải tìm ra một cái phương pháp khác, có nghĩa là mình phải khắc phục nó, có nhiều cái điểm nó chưa được mềm đi, hoặc là nó bị sai một chút xíu đi, là bắt đầu mình điều chỉnh lại ở đây này. Em thấy là để được những cái nét đơn giản là anh Bình phải nghiên cứu rất là lâu và cũng phải thời gian là công phu đó mới nghĩ ra được những đường nét nó rất là uyển chuyển mà nó chính xác như vậy. Cái việc phối màu cũng rất là tinh tế. Lúc mà Loan vẫn say sưa vẽ, em thấy đẹp hơn cái mặt bên kia nha. Anh Bình, mình trở lại cái lồng đèn mà anh phục dựng nè. Cái này thì nó có nguồn gốc từ đâu, cái hình con cá lồng đèn này từ đâu anh Bình? Cá này với con cua, với những cái đồ mà ngày xưa á, là thường thường á là nằm ở trong bảo tàng, mà bây giờ nó đã hư hết rồi, cho nên là chính vì vậy giờ mình và chú Bách đang cố gắng phục dựng lại hết những cái sản phẩm ngày xưa ở trong bảo tàng đó. Có nghĩa là nó đã được sưu tầm lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Các nhà nghiên cứu họ bỏ vào trong bảo tàng và sau rồi. Đó thì mình phục dựng lại những cái tác phẩm nằm đúng ở trong rồi. Đó. Wow. Anh làm cái con cá này bao nhiêu lâu? Con cá này là cái con khó nhất, với con cua còn ghê gớm hơn nữa. Dạ. Yeah. Tại vì làm ra nếu mà mình sai một hai chi tiết là nó sẽ không ra. Bỏ hết đi làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Làm con cá với con cua là mình phải 3 năm trời. Trời ơi, 3 năm trời mới. Là con cá này là 3 năm trời mới xong được con cá này đúng anh rồi. Hả? Mới thành mới yeah. Công. Wow, đẹp quá anh Bình ơi. Nên từng cái đường nét này. Chấm mà con mắt nó cũng có thần nha. Đó là con mắt cái người ta nói là con mắt là cửa sổ tâm hồn mà à. Nếu mà mình không cho con mắt đẩy lên được là mình sẽ bị trì xuống. Đẹp quá. Cái đuôi thì lại là một cái phần riêng nữa đúng không anh đúng Bình rồi. Hả? Có nhiều chi tiết lắm nhưng mà nó để mình ráp lên để mình thành một sản phẩm. Dạ. Anh thích những cái phần con mắt, cái đầu mà cái miệng thấy kiểu uyển chuyển mà nó đang bơi lên phía trên, đang đi lên. Tượng trưng cho những cái gì mà khát vọng hạnh phúc trong một cái mùa đoàn viên mà cái Tết Trung thu là một Tết mà để mà tất cả thành viên trong gia đình sẽ ngồi lại với nhau tâm sự. Nói chuyện với cái ánh trăng thật là đẹp và chia sẻ những cái điều may mắn, hạnh phúc và những cái gì mà chúng ta làm được trong 8 tháng của đầu năm, chuẩn bị cho 4 tháng sau chúng ta tới Tết chính thức của mình. Hãy đẹp anh ha. Cái mặt bên đây có vẻ cái nét em vẽ đẹp hơn á, như quen tay. Quen tay. Nó mềm mại hơn, bên kia nó hơi cứng cái xíu. Phối màu cũng đẹp hơn. Xanh lá đi. Xanh lá nhỉ. Nên em thấy em phối lem mà lại đẹp nè, thành 3 màu luôn nè. Như vậy thì có rất nhiều thợ, có rất nhiều địa điểm khác sẽ giúp cho anh hoàn thành cái đơn hàng. Một đêm qua làm cũng thức trắng đêm để anh làm cái đơn hàng trước đúng không ạ? Đúng rồi. Qua là bao nhiêu hàng, là bao nhiêu đơn hết tất cả? Nói chung là bây giờ là một ngày mình phải làm mỗi một đơn hàng có 1-2 cái sản phẩm thôi. Nhưng mà họ phải làm khó mình là những cái sản phẩm đó là theo họ thích. Ờ, nên là nó không có sẵn thì mình phải bắt đầu làm mới lại từ đầu. Mà làm 1-2 con thì không thể nào mình đấy mà mình làm bằng cái cách mà mình đã làm rồi. Có nghĩa là mình không theo đuổi bà bạn nữa mà mình tự dựng luôn. Em thấy năm nay là các bé lại thích những cái lồng đèn mà kiểu truyền thống như vậy. Đèn mà làm bằng tay rồi có thể đốt bằng đèn cầy. Đúng. Hoặc có thể các bé không đốt nhưng mà cái màu sắc đẹp giống như là cái lồng đèn mà anh đang chỉ cho Loan làm đó là cái xu hướng năm nay. Đúng rồi. Cái đó là cái mà mình sẽ được gắn bó với cái nghề làm lồng đèn của anh nó dễ dàng và đúng cái niềm đam mê của anh hơn. Ôi ôi đẹp nha. Đẹp quá anh Phó. Ừ. Nhưng mà ăn thua thầy phải chấm điểm đó, thầy là điểm là thầy chấm đó. 30 giây cuối cùng. Dạ xong. Trời ơi, hai mặt nha mọi người nha. Đây là mặt trước là thầy chỉ. Dạ. Mặt sau là Loan tự làm. Trời ơi, dạ xin mời thầy chấm điểm ạ.
Cái này chắc phải cho 9 điểm rồi. Nghĩa mà cầm bút mà vẽ được như vậy thì cũng là rất là giỏi. Có nghĩa là em nghĩ là đâu có nhiều đâu, 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ mà đã có một cái tác phẩm được 9 điểm. Thầy đúng có rồi. Thiên vị quá không? Không thiên vị đâu. Thực sự ra là như vậy là quá hoàn chỉnh được 90% rồi. Chứng tỏ là Loan có tài đó. Dạ, hồi xưa đi học cũng được 10 điểm á. Trời ơi. Bé là được 10 điểm đó, nhưng mà những cái nét này nè còn chưa được. Dạ, dạ, dạ. Trừ mất 1 điểm. Thôi 9 điểm là hay lắm rồi thầy, lần đầu tiên đến đây học. Đúng rồi, mà so với cái mặt bên kia thầy dạy thì mặt bên đây là Loan thấy làm mềm mại và đẹp hơn. Vậy là mùa trung thu năm sau nếu như mà em thất nghiệp thì em xin qua đây làm lồng đèn mùa trung thu ạ. Đàn luôn, mặt được chào đó. Thì coi như vậy, sao hôm nay thử thách với nghề làm lồng đèn thì Loan thấy như thế nào? Em thấy đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nè, nó rất là khó trong cái việc là nhìn vậy thôi chứ em cầm cái bút còn vụng về lắm, nên là em nghĩ là làm lồng đèn là một công việc rất là khó khăn và phải là một người thẩm mỹ và chỉnh chu thì mới có thể sáng tạo ra màu sắc đồ rồi hoa văn trên những chiếc lồng đèn như vậy. Rất là thích cái công việc này anh ơi. Dạ. Dạ rồi ơi. Năm nay thì Dương Loan có một cái lồng đèn độc lạ đi chơi. Năm nay là có độc lạ đi chơi sách vòng vòng trong sớm nha.